Đội Phố Đức Hiền kính chào quý vị. Ngày hôm nay là chúng tôi là ngày 15 tháng 6 2016, và trong clip này chúng tôi giới thiệu hai bức tranh khảm. Hai bức tranh khảm này đang là bằng gỗ gụ và đang đặt trên mấy chiếc sập. Thì một bức là Vinh Quy Bái Tổ và một bức là Bách Điều. Tôi xin phép là tắt bớt điện đi, bởi vì cái tranh khảm chúng tôi là nó rất là sáng và quý vị nhìn thấy đây một màu trắng xóa lên đây. Cho nên là nếu nhiều ánh sáng quá là nó cứ sáng rực lên, không còn nhìn thấy màu trái ốc nữa. Cho nên là phải giảm ánh sáng đi. Thì thưa quý vị, là với bức thứ nhất tôi giới thiệu là bức tranh Bách Điểu với kích thước là cao 1m14 và dài 2m17. Bức này trước đây tôi giới thiệu kỹ rồi, nhưng mà tôi đã bán bức trước rồi. Còn bây giờ bức tiếp theo mới xong ngày hôm nay thì tôi lia máy để quý vị quan sát thôi. Bây giờ tôi đang có điện thoại. Em à, anh nhận được, anh nhận. À đúng rồi, anh nhiều việc anh quên đi. Bây giờ một lát nữa anh xem nhá, anh sẽ báo lại nhá. Đây là bức tranh Bách Điểu, tức là đủ 100 con chim và kèm theo các cái loại cây. Ở đây là cây tùng, cây trúc, rồi cây mai, cây đủ các loại cây luôn, cũng đủ 4 mùa. Hoa sen, hoa phù dung vân vân. Thì quý vị nhìn thấy đây, màu sắc là đủ 7 sắc cầu vồng. Mà trong thực tế quý vị nhìn nó sẽ đẹp hơn ở trên cái clip này nhiều. Bởi vì trong clip này nếu chúng tôi tắt hẳn điện đi thì màu sẽ sáng rực, nhưng mà trong đường nét lại không rõ. Mà có điện một cái là nó, đấy quý vị lúc nào nhìn thấy có cái vệt sáng nó bám theo. Đấy chính là ánh điện nó ánh vào. Cho nên là chúng tôi khi mà quay clip của những cái sản phẩm về khảm nó rất là khó. Sáng thì nó lóa mà tối thì không trông rõ lắm. Thấy 7 sắc cầu vồng nhưng mà không rõ được đường nét lắm. Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện một cái bức tranh Bách Điểu cho anh Tuấn ở Yên Viên. Nhưng mà tranh của anh là cỡ lớn, là dài 2m53 và cao 1m27. Về đường nét và mẫu mã thì y chang bức này, nhưng mà của anh lớn hơn cho nên là trông nó sẽ có phần đẹp hơn. Bởi vì giữa hai bức là chênh nhau là 3 triệu. Cái bức đó là trên 35 triệu và bức dưới này thì chỉ trên 30 triệu thôi. Hôm qua khi tôi quay cái bức của anh Tuấn Liên Viên thì một bác ở trong Bến Tre, bác rất là thích và bác cũng muốn đặt một bức tương tự như vậy. Và bây giờ tôi lia sang bức Vinh Quy Bái Tổ. Bởi vì những cái bức này tôi đã giới thiệu nhiều lần rồi, bây giờ chỉ có lướt qua để quý vị biết là đang còn hàng thôi. Vinh Quy Bái Tổ này là kích thước là dài 2m53 và cao 1m27 và mới với mức giá là trên 35 triệu một ít. Và bên ngoài là khung rất là chỉn chu. Như vậy đồng hồ đã báo là gần hết pin. Và tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và tôi xin dừng ở đây. Bước này tôi đã giới thiệu kỹ nhân vật chính, chúng ta là Ngữ Anh đi trước, Võng Nàng theo sau. Và phía xa xa là Kinh Thành, Dịch ở trong này là